Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với video ngày hôm nay của chúng ta thì mình sẽ đi reaction lại những cái tình huống đặc biệt trong tập 2 đảo sinh tồn. Nếu như bạn nào mà chưa biết thì đảo sinh tồn là một cái chương trình thực tế ở game Free Fire được tổ chức lần đầu tiên. Và hôm nay thì mình sẽ đi reaction tập 2 và kể cho mọi người những câu chuyện mà mọi người chưa được xem ở trên tập 2 nhé. Rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Đây là cái thời điểm mà diễn ra cái phần thanh trừng đầu tiên. Mọi người có để ý không? Là thường thường ấy, mặt của bạn nào cũng sẽ bị những cái vết đỏ như này này. Vết đỏ như má này, đỏ như mũi này. Biết là gì không? Cháy nắng đấy. Tại vì bọn mình quay nguyên một ngày mà từ sáng tới tối luôn. Đâm ra là đến những cái bạn nữ mà những bạn đấy còn bôi kem chống nắng rồi mà nó còn bị cháy nắng tới cỡ này. Thì anh em hiểu là cái mức độ nắng ở đây nó như thế nào đấy. Và có một điều đương nhiên là những cái bạn nữ ấy, thì thể lực nó sẽ không được tốt. Đâm ra là các bạn đến cái giờ này là các bạn ấy nản lắm rồi anh em ạ. Ai cũng muốn về rồi. Đó, thấy không? Bị cháy nắng, đỏ hết lên luôn. Em thấy bạn em cũng chưa cố gắng nhiều ấy. Con gái kiểu vậy cũng kiểu bánh bèo tiếc. Ray này. Nếu mà gây được một tên mà ba tờ giấy thì em sẽ ghi tên em vào hết. À, muốn về lắm rồi đấy anh em ơi. Em thấy ai cũng cố gắng như nhau, nhưng mà có thể là các bạn mà em ghi có thể là thiếu cố gắng hơn một chút. Ôi, bạn ấy tự ghi tên của bạn ấy luôn kìa. Đó, mọi người thấy không? Bị cháy nắng rất là nhiều. Nào, đỏ hết mũi luôn, đỏ hết má luôn. Cái này là tập 2 nha. Tập 3 là bọn mình còn bị cháy hết chỗ này này. Đó, cháy hết chỗ này luôn. Xong rồi cháy chỗ này, cháy chỗ này, cháy chỗ này. Xong rồi lúc hôm về mặt đen xì luôn, ảo lắm. Em cảm thấy rằng là em, bạn Tú Anh hay là bạn Ray thì so ra với cả team thì chắc là ba đứa là yếu nhất. Đây là team của bác Gấu. Đó, mọi người có thể thấy này, cháy nắng rất là nhiều. Những bạn nam nào mà không sử dụng kem chống nắng ấy, là nó cháy dã man luôn. Ray là bạn đầu tiên, là một bạn nam. Hôm qua giờ hoạt động của Ray cũng không nhiều. Ngọc Én thì các bạn biết, cái trò chơi đầu tiên thì Ngọc Én ở trên bờ thôi, Ngọc Én không xuống nước. Còn lại Tú Anh nữa, sức khỏe Tú Anh không tốt. Này thì toàn trò chơi thể lực, đâm ra là mấy bạn nữ thì công nhận là yếu thật. X-ray này, trời trời. Trong ba bạn này thì cái nhất thì thể lực của các bạn không được tốt cho lắm. Và cái thứ hai là khi tham gia thử thách thì mà mình nghĩ là hai bạn, ba bạn này thì sẽ không thể nào mà vượt qua được cái vòng trong đấy. Cho nên là mình quyết định loại ba bạn này. Kết quả phiên thanh trừng. Cái này thì chắc là mọi người biết là ai bị loại đúng không? Thì đúng rồi, Tú Anh. Tại vì biết sao không? Bọn mình á là nghĩ rằng là cái đảo sinh tồn này là đa phần kiểu thiên về thể lực nhiều hơn, nên là bọn mình sẽ giữ lại những cái người kiểu như là có thể lực tốt này, xong rồi có sức mạnh này, thì đến lúc những cái vòng sau ấy, nếu như mà chia lại team ấy, mà team mình mà được những cái người như này ấy thì nó sẽ có lợi thế hơn. Đó, thế là nên là cái team kia ấy, thì bạn ấy sẽ suy nghĩ là giống như là bọn mình nhá. Thế là team kia đưa ra quyết định là loại bạn Tú Anh. Cũng hơi buồn nhưng mà cái này là nó sinh tồn mà, đâm ra là phải chịu thôi anh em ơi. Có tình cảm ở đây các bạn hiểu không? Đó, Shizu đang giải thích nha anh em. Sau khi bàn bạc thì đội tím quyết định. Bạn học mõm này là bạn bị cháy nắng nhiều nhất luôn đấy. Cháy từ tai, cháy đến tận tai bên này luôn. Đội tím quyết định loại Tú Anh ạ. Mọi người có bất ngờ khi mà bác Gấu và S về chung một đội không? Mình cũng thấy khá là bất ngờ đấy. Tại vì kiểu như là bác Gấu và AS ấy, thì xưa giờ không thích nhau rồi, mà chương trình lại ghép cho hai người không thích nhau vào một đội, giống như kiểu là một rừng mà nó có hai hổ ấy, nguy hiểm lắm anh em ạ. Ban tổ chức ơi, phản ứng liền. Em muốn đổi tem. Gì vậy? Gì ba? Đổi đây, cho đổi đây. Em không muốn chung tem với người em không thích. Đó, biết liền mà. Chưa
thấy rằng là có một sự hòa hợp nào đó với Bắc. Nhưng mà cái này thì mình lại thấy là có lợi cho những cái team còn lại. Biết sao? Khi mà một team lục đục rồi thì đương nhiên là những cái team khác sẽ có lợi rồi. Đâu? Cái đội của Ice Mobile mình đang rất là ghim luôn các bạn. Mình rất là cay đấy các bạn. Bác Gấu nói thế hả? Tại vì ganh tị với mình nè. Cà khịa này. Mình nổi. Phải không có mâu thuẫn gì cả, nhưng mà đơn giản là nghĩ rằng một công tử như Ice Mobile thì không thể nào mà trải nghiệm những cái... Này là đúng như kiểu là nói thế nào ta? Một người thì theo trường phái trắng, còn một người thì theo trường phái đen. Hai bên nó kiểu vào chung một team ấy, nó dồn ép nhau ấy. Quá mà lắm anh em. Thực tế như thế này mà để giúp cho team hoàn hảo được. Thì nên bây ra, giờ đúng một không? Team mà có hai người không đồng kết thì làm sao mà một team đúng có thể rồi, em thấy đúng rồi, nếu mà một team mà hai người không thích nhau, không đồng kết không làm được đâu. Đầu vào là mình thấy hơi nhưng mà lại lợi cho những team khác. Gì hết là hai người không muốn ở đội của nhau rồi. Còn một gần không thể nào có hai hổ được luôn ấy. Rất nhiều người có suy nghĩ giống mình luôn nhá. Mình cảm nhận là team mình sẽ thất bại. Đến cái game đầu tiên này anh em. Game này là game xếp hình trong tập 2. Nếu như mà sẽ tuyệt vời hơn nếu như mà nó xuất hiện ở tập 1, vì là mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp cho những bạn nữ hơn. Chứ mới vừa tập 1 cái đùng cái hai trò thể lực mạnh luôn. Đó là các bạn nữ yếu, xong rồi đuối, xong rồi muốn về. Team của mình thì cũng có một bạn đòi về đấy, nhưng mà càng đòi về là mình càng giữ cho biết thế nào là sinh tồn. Thủ đáng gờm nhất với tụi em. Nè, mọi người để thấy này, mặt mũi anh em cháy nắng từ lưa hết, mãi mấy tuần sau mới hồi phục luôn. Bây giờ vẫn còn chưa hồi đây. Của màu. Thế là sau khi xếp xong sẽ ra tín hiệu cho kia qua kia. Đúng rồi. Cái này ấy là bọn mình chia chiến thuật đàng hoàng nha. Nhưng mà do là thời lượng chương trình nó không cho phép, đâm ra là mấy cái đoạn mà mình bàn luận á, rồi chia chiến thuật để chọn hình nào, xong rồi ai sẽ là sếp, ai sẽ xếp hình này, chia hết đấy các ông ơi. Nhưng mà do thời lượng chương trình nó ít quá, đâm ra là không có được đưa vào, hơi tiếc anh em ạ. Đây. Xong. Rồi, màu tím đã xong bức tranh số 2. Đây, cái này không phải ở đây đâu. Tím này đang rất là căng. Tím tím công nhận là nhiều nữ xếp lợi thật anh em ạ. Dã man. Tím mình thì dãi mà đứt mọp và cực kỳ nhanh luôn. Nói chung là cao trình xếp hình. Có con gái công nhận lợi thật. Thằng 4 bài toán thao túng tâm lý. Sẽ có những trường hợp như sau diễn ra. Nếu tất cả 4 đội đều... Đây là đến cái gọi là game may mắn trong tập 2. Mọi người để ý ấy, thì thường thường là sẽ có tập 1 sẽ có một game may mắn, tập 2 sẽ có một game may mắn, và mọi người sẽ phát hiện ra là ai sẽ là ông chủ may mắn. Sau khi mà đi cái game đảo anh tồn này, mình nhận ra rằng là có một người may mắn cực kỳ luôn. Đấy chính là Melody Game anh em ạ. Trận nào tập nào cũng may mắn dã man luôn. Không hiểu kiểu gì nữa. Đội đều đồng ý không chia. Cái này chắc mọi người xem rồi đúng không? Và mình sẽ giải thích một chút nhá. Thì cái này á là 4 đội của mình, xong mình với lại đội AS tính toán các thứ, rồi đội Mel cũng tính toán các thứ, xong rồi chốt hạ lại là cái đội của Học Mõm với lại Sami Simi với lại Tegaming với lại Ngô Đình Nam á. Thì các bạn ấy quyết định là ram đu mình em ơi. Đấy, trời tính không bằng người tính. À nhầm, người tính không bằng trời tính mà. Hai team mình tính là chắc ăn rồi đấy. Nhưng mà ai dè đâu, team của Ngô Đình Nam lại chơi quả bài ram đun. Thế là toang hết cả cái tính toán luôn. Nếu hai đội đồng... Xong rồi chốt lại là đội Mèo được. Đó, anh em thấy may mắn không? May mắn quá chứ còn gì nữa. Ý chia và hai đội đồng ý không chia. Kho báu này sẽ thuộc về người tham vọng hơn là hai đội không chia. Mà kể ra... Nếu như mà chúng ta chọn cái phần không chia ấy, thì tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn mà đúng không? Mình thì mình có nói với Maga Minh là cứ chọn không chia đi. Xong rồi lỡ may ấy, nếu như mà cái đội chia được ấy thì chỉ có một đội nhất thôi. Đội mình đang nhiều xu mà, thì cùng lắm là đội mình 2 hoặc 3 thôi. Thì đỡ lo hơn là chọn vào cái chia. Lỡ may hai đội không chia ăn, hai đội đấy đang 3 bet cái tự dưng lên nhất nhì. Thế là đội mình mà đang nhất nhì cái xuống 3 bet thì có phải toang không? Đó, mình tính là mình tính kiểu đấy anh em ạ. Trường hợp tiếp theo, 3 đội đồng ý. Yeah. Trông thế thôi chứ lúc chia, vào đấy căng thẳng lắm. Sẽ ôm về toàn bộ kho báu của mình. Và ngược lại, 3 đội không chia. Lúc này là hình như là đang quay lúc 1:30 hay 2 giờ gì đó anh em. Nắng dã man luôn, nhìn này. Cái đội đã hiểu rõ luật chơi chưa ạ?
Rồi, nói chung là game này thì Mel thắng rồi anh em, nên không có gì bàn hết. Đấy, bàn các thứ, xong chốt lại vẫn là ông may mắn được. Cày, cày thực sự ạ. À. Đó, xem nào. Mình với ma tính toán các kiểu luôn anh em. Quyết định là đây. Sao ăn nhiều. Mau. Tính toán các thứ xong rồi team của ngôi Nam Ram Doom. Không chia. Cày thực sự. Chắc chắn là 32 đồng xu của ban tổ chức đã thuộc về các bạn. Mình cứ nghĩ là mình với lại ma là cùng kiểu gì cũng ô ăn xu rồi 16 xu. Nhưng mà ai dè đâu, đời đâu như mơ. Không chia. Thì điều gì sẽ xảy ra hả? Chia. Lúc này mừng chứ, mừng dã man luôn. Chính là lá phiếu màu xanh dương không chia. Đó, anh em thấy may mắn không? Cái tập đầu tiên đi lụm xu. Ba team bọn mình, team nào cũng chỉ được 1, 2 xu là căng. Team Mel lụm tới mười mấy xu ạ. À. Đăng bét cái lên nhất luôn. Áo ma Canada thật, không hiểu. Buồn chứ. Tính toán các thứ xong cuối cùng tím. Chúc mừng đội màu tím à các bạn ơi. Các bạn hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng này. Có cái tâm là có tất cả bạn ơi. Đội màu này là hên. Đội màu vàng. Anh ơi về đi anh. Wow, một nghĩa cử. Ô, được rồi. Rất tuyệt vời của đội tím. Cảm ơn em. Tính ra là cho mỗi một đội một xu thì cũng có thay đổi gì kết quả đâu anh em. Tại vì là cho đều mà. Nam thương vụ tỷ nè tới cái đoạn căng thẳng này có vẻ tim đỏ vậy hơi bị gọi là sắp đi á, có khi là tim đỏ với tim tím là hàng xóm đấy, không ai cho không ai cái gì hết nha. Bây giờ mình mọi người biết sao mình lại đi thương thảo không, tại vì là team mình á thì có mình với Mel là kiểu như là bạn bè với nhau, xong rồi những người còn lại cũng bạn bè với nhau. Thế là quyết định là đi thương thảo một tí để kiếm thêm ít xu. Nhưng mà nói chung là thương thảo thì team mình vẫn gọi là có cái để mà deal. Nếu hai quả bóng nó chẳng đặc biệt gì, mình dùng cho cả team mặc luôn. Mình không dùng gì trong quả bóng này hết. Nhưng mà quả bóng có chức năng gì chứ? Có đặc vụ bên trong. Cái quả bóng đấy thì mọi người xem tập 3 sẽ rõ nhá. Quan trọng cực kỳ luôn. Nhưng mà phải vượt qua được tập 2 đã, xong rồi mới tới tập 3 được. Chứ tập 2 mà chưa vượt qua thì tính tập 3 làm gì đúng không? Nhưng mà bên này muốn deal với cái thẻ hồi sinh nếu bên... Được, thẻ hồi sinh. Này, mọi người này, thấy không? Cháy nắng này. Đỏ hết luôn. Này, tới bây giờ là nó bắt đầu xuống tới môi rồi nha. Đó, nó hết chỗ này luôn nè. Này, mọi người thấy siro không? Trời ơi, nó cháy nắng dữ dội luôn. Thẻ hồi sinh được, bọn mình sẽ trả lại mọi người luôn. Còn bên này Ruby còn cháy hơn nữa cơ. Bây giờ bên này cần 10 xu. Lấy 12 đi cho chắc. Ta muốn. Cái lúc này á, là team mình không hề biết là những team còn lại nó có bao nhiêu xu đâu. Mình chỉ đoán từng chừng là team mình sẽ top 2, top 3 thôi. Nên là xin ít xu cái là lên được top 2 cái là chắc ăn hơn. Lấy 12 đi cho chắc chị á. Tính ra là team của Mel là game nào xu ít nhất luôn anh em. Nhưng mà may mắn thế là toàn nhặt được thôi. Toàn lụm game may mắn thôi. Hay thất. Cảm ơn ạ. Dư lắm mọi người ạ. Thằng 6, lời chia tay thật khó nói. Ngay bây giờ chúng ta tới sẽ phiên có thanh trừng này. Tổng thời gian là 2 phút để hội ý. Phải có bỏ phiếu tiền xu á. Phải có bỏ phiếu tiền xu á. Nếu mà có vòng chung kết mà có vote em thì anh sẽ hỗ trợ vote. Ok chưa? Ừ. Em bình thường mà. Em mà loại không được. Bỏ phiếu trực tiếp vậy nó sẽ đau lòng lắm ạ. Này là bác Gấu đang quyết định là loại tiền xu xong rồi sẽ cứu ở phần vote. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe quyết định đến từ hai đội rơi vào vòng nguy hiểm của chúng ta ngày hôm nay. Bên em thành viên sẽ phải ra về là tiền xu. Hy vọng rằng tiền xu sẽ được quay trở lại. Vì là cái team này đang rất là mạnh mà. Có cả AS này, bác Gấu này, xong rồi lại còn Gao Bạc, Cô Ngân các thứ nữa. Rất là mạnh. Không biết là vòng vote sẽ như thế nào đây. Mọi người xem tập 3 xong rồi có gì vote nhá. Thì cũng rất là buồn khi mà em bị loại, nhưng mà đoạn này như là khóc đối này. Đối với cái lượng fan của em và có hai sếp Cao Bạc và Cô Ngân của em gắn đó. Thì em chắc chắn sẽ cố gắng quay lại ở vòng chung kết với cái lượt bot. Cảm xúc là lúc mà nghe được tin mình bị loại là mình rất là muốn khóc ở trước mặt mọi người. Buồn chứ, buồn lắm. Tại vì cố gắng nỗ lực cả hai tập rồi. Không sao, chắc chắn mình sẽ quay lại ở vòng chung kết với cái lượt bot. Nhưng mà nhìn này nha, trời. Xem mấy game tiền xu chơi mà mình đau tim luôn á. Để chứng minh cho những người đã từng loại mình.
biết là mình có một cái tinh thần nhiệt huyết rất là nhiều và mình hứa là mình sẽ cố gắng vào vòng chung kết và lấy cái chức vô địch. Hy vọng sẽ được gặp lại Tuyền Xu. Free Fire ngày mai. Ok, như vậy là những cái pha highlight trong tập 2 thì đã hết rồi. Và mình cũng xin phép được kết thúc video đấy nhá. Mọi người hãy cùng nhau đón xem tập 3 vào thứ 5 nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau. Bye bye. À quên đấy, mini game của chúng ta sẽ có vào ngày mai nhá.